Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, dạo này nó có cái dịch sô-cô-la các cháu ạ. Bà khuyên tất cả các cháu hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá, hạn chế đi lại ở nơi xa nhá. Và bà chúc các cháu có một sức khỏe thật là tốt nhá. Thì các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Cũng là đầu xuân nữa các cháu ạ. Bà làm một đĩa phồng tôm 7 màu siêu to khổng lồ các cháu ạ. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu các cháu này, nguyên liệu của đĩa phồng tôm đây này. Đấy, bà mua nhiều lắm đấy, 7 màu đấy các cháu ạ. Đấy, xanh đỏ tím vàng. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi đốt lửa bà chiên nhá. Sau này mấy bà cháu nhà bà thưởng thức nhá. Rồi, để đi. Các cháu ơi, đấy, bà chất bếp về các cháu ạ. Bây giờ bà đặt chảo lên. Các cháu ơi, cái món bánh phồng tôm này của bà hôm nay làm nó nhàn lắm các cháu ạ. Chỉ đốt lửa lên đấy, cho dầu mỡ vào là già lên, là đổ vào là xong đi các cháu ạ. Nào bây giờ bà đặt chảo khổng lồ lên nào. Nào bà đặt chảo lên. Đấy. Nào bây giờ bà bỏ một dầu vào, mỡ vào nào. Đấy. Bà cho 2 can dầu. Món này này rất nhàn. Các cháu ạ, hơi nhiều dầu đấy, bà cho 2 can đấy. Cho 2 can. Các cháu ơi, đây chảo mỡ của bà nó già rồi nhá. Thì bây giờ bà sẽ bỏ phồng tôm 7 màu vào nhá. Nào, bỏ phồng tôm 7 màu vào bà chiên nào. Đấy, bà hồi hộp lắm các cháu ạ. Bà gần 60 lượng bánh trưng rồi, hôm nay bà mới chiên cái món phồng tôm 7 màu này đấy. Trước tiên bạn cho bằng này đấy nhá. Wow, đấy. Đấy, uấy, các cháu nhìn này. Wow, đấy, uấy. Wow, các cháu ơi, đẹp lắm. Rồi, để bà. Đấy, các cháu thấy chưa? Wow. Nào, bà vốt rồi nhá. Uấy. Wow, đây các cháu ạ, bà phải nhanh tay, bà đảo thêm đi nữa. Uấy, các cháu thấy chưa? Wow. Uấy. Các cháu ạ, đọc một ít vào một giá luôn này. Nâng giá rồi này, uấy. Uấy, nhanh như cướp các cháu ạ. Uấy, các cháu nhìn thấy hấp dẫn không? Ôi. Rồi. Đấy, bây giờ bà cho tiếp mẻ lửa vào nhá. Nào. Wow. Ôi, các cháu ạ. Ôi. Wow. Ôi, các cháu thấy chưa? Tung như hoa luôn. Wow. Ôi. Ôi, các cháu thấy chưa? Bà cháu thêm nữa. Ôi. Rồi, các cháu ạ. Ôi. Bà gần 60 lượng bánh trưng nay bà mới chiên cái món này. Ôi, các cháu thấy chưa? Bà vớt lại. Wow. Ôi. Wow. Ôi. Hai lần chiên đã một giá, một giá rồi. Rồi. Ui. Thấy chưa? Cháu thấy chưa? Nhanh như chớp. Ấy. Nào. Đây nhá, bà đổ ra cái lia các cháu ơi. Đây, cái lia của bà đây rồi. Nào, bà đổ ra cái lia nào. Lia bà lo giấy báo đấy. Wow. 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 Wow, các cháu thấy đẹp không? Đấy, hấp dẫn chưa? Chết. Các cháu ơi, bà chiên tiếp mẻ lửa lại. Wow, đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Wow, đấy. Nó gặp mỡ cái là một lúc độ bấy, các cháu thấy chưa? Wow, đẹp chưa? Đấy, đẹp lắm các cháu ạ, hấp dẫn lắm. Đấy, bà đảo nhá.
lại cho nó. Ôi, rất ngon. Nào, bây giờ bà vốt nhá. Nào, bà vốt. Bà vốt. Đấy. Xanh đỏ tím vàng. Thơm lắm các cháu ạ. Các cháu ơi, bà lại bỏ vào lia này, lia khổng lồ này, đấy. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Các cháu ơi, đấy, thế là bà đã chiên xong một đĩa phồng tôm 7 màu siêu to khổng lồ rồi các cháu ạ. À. Dạo này nó có dịch Zocola các cháu ạ. Thế cho nên là khoanh vùng, các bác khoanh vùng nên là nhà bà cũng vắng. Chỉ có mấy bà mới lại bá nhà bà nhá, thế là ăn thôi. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu ăn với bà nhá. Thì mời tất cả xem ăn mời mẹ nhá. Con lại bà, con lại bác. Mình mời tất cả các bạn nhá. Đấy, mời tất cả các bạn. Đây là lần đầu tiên mình ăn phồng tôm 7 màu. Đấy. Hôm nay mẹ chơi ngầu đấy. Ngon. Ngon thật đấy. Hôm nay là đầu xuân mới các cháu ạ. Bà chúc các cháu cùng gia đình có một sức khỏe thật là dồi dào, an khang và thịnh vượng nhá. Mình cũng chúc tất cả các bạn dạo này nó có dịch Zocola các bạn ạ. Nên là các bạn đi lại với lại giữ gìn sức khỏe nhá. Đấy, vệ sinh thật là sạch sẽ để đỡ bị mắc bệnh Zocola các bạn nhá. Đấy. Ngon lắm các cháu ạ, giòn, ngon. Cái nào ngon mà nhỉ? Giòn, ngon lắm các cháu ạ. Ngon nhỉ chị nhỉ? Thơm. Các cháu ạ, bà ăn viên hồng này. Đấy. Hả? Các bác ơi, mình ăn màu xanh này. Và màu trắng luôn các bạn nhá. Có vẻ như là màu trắng là ăn nó ngon hơn các bạn. Mình sẽ ăn màu trắng hơn. Còn mình ăn cả ba màu các bạn ạ. Ba màu là da cam, vàng, xanh luôn. Đấy. Ban chống thiu đấy cháu ạ. Nhà bà hôm nay thiếu một ban chống thiu nữa. Bình ăn... thường là mình rất thích ăn phồng tôm các bạn ạ. Nay ăn thoải mái luôn các bạn ạ. Nay ăn đã đời luôn. Đã đời luôn. Các bạn thấy mẹ mình có ngầu không? Ngon lắm các cháu ạ. Xin lỗi các cháu. Các cháu thấy bà ngầu không đấy? Thao ăn các cháu ạ. Chị ăn mạnh nha chị nhá. Bám lại em. Ngon lắm các cháu. Thơm ngon lắm, thơm, có vị ngon. Của gạo lếp. Vị gạo lếp. Nghe cháu lấy mỗi màu một vị vào đây. Các bạn ơi, màu xanh là vị nó hơi vị nào. Có chút còn ngọt. Ngọt ngọt mới lại nó mùi nó tanh tanh. Hải sản anh. Hải sản. Đúng không? Màu trắng thì đặc trưng là vẫn là đặc trưng. Gạo lếp. Gạo lếp truyền thống luôn. Vị vàng là vị tôm. Đúng rồi, tôm. Tôm. Này, cái này là tôm này. Cái vị hồng này mình cũng không biết là nó là vị gì á. Thao ăn. Chón mạnh đi. Vâng. Bà ăn vị vàng này. Ê. Ngon lắm các cháu ạ. Ăn được. Giòn rồi. Vâng, chiếm mạnh nha. Giòn nó lại béo béo lại ngậy. Béo béo. Ngon mẹ. Ngon. Đáng là tôi rất nhiều nay cho ăn đúng tôm phê. Ngon. Thế mẹ lấy coca nhá. Coca uống. Coca. Các bạn ơi, mình đi lấy nước uống các bạn nhá. Các bạn ơi, lấy nước uống nhá. Mẹ ngồi con giấy ra. Các cháu ơi, phồng tôm uống với coca được các cháu ạ. Đã. Uống với coca được. Ngon lắm. Mời các bạn bạn không? Ngon quá. Ngon thế mà. Ê, các cháu thấy chưa? Nhiều màu, 7 màu đấy. Đây, mỗi màu có một vị. Vị nào tao ăn cũng thấy ngon. Dám vị nào không? Vị ngon. Nè. Em ra nhiều quá bỏ hết cơm miệng. Đúng không? Ra nhiều quá. Ăn nhiều quá. Cứ một miếng một miếng này là một miếng. Vừa mồm ấy.
Một mồi em phải 3 miếng hết được anh Tiêu. Uống lại với coca ngon lắm các bạn. Sợ nó nóng không ăn phòng tôm. Dạ mà em bán mà cảm thấy như là ăn cả bim bim nữa cho cháu ạ. Cái này ăn như mùi bim bim. Như mùi bim bim nhỉ? Bim bim không? Giống cái gói bim bim chả khô ăn ấy. Slack. Slack. Ngon lắm các cháu ạ. Đấy, bà ăn vị vàng này. Ngon giọt. Đấy. Thật xuê mà. Bà ra đây, cháu nhiều cháu nghe cảm ngăn ngán. Ngán á? Ăn nhiều. Ngon nhớ, chó mẹ nhớ. Nào, chả thanh nhớ. Ngon lắm. Nào, thanh ngon, chả thanh cao. Nó giòn, nó chưa bao giờ mới ăn nhiều kiểu gì cả. Nhưng ăn này là ngon đấy. Giòn ngon. Mà ăn nhiều nó cũng hơn ngã. Cái gì ăn nhiều chả chát. Ăn mới ngon nhỉ. Các cháu ơi. Bà ăn mạnh lên. Các cháu ạ, thấy cái đĩa phồng tôm bảy màu của bà nó nhiều như này, mấy bá cháu nhà bà không ăn hết được các cháu ạ. Thì bây giờ bà đóng túi bóng bà đi cho nhá. Này. Bà đóng túi bóng cho. Vâng, bóng bóng thay rồi. Đưa cho quay cho lấy cho. Cho các bác. Đây trẻ con thích lắm này. Trẻ con thích lắm cái này đó. Này bà ơi. Cứ đóng đầy đầy vào cháu ạ. Cái con cái này thích lắm. Mẹ ăn túi đây.